Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, cuộc đua vào nhà trắng vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng, trong khi ông Biden cho thấy những bước lùi về doanh thu gây quỹ so với người tiền nhiệm vào tháng trước. Ông Trump cũng phải sử dụng phần lớn số tiền tài trợ để giải quyết các rắc rối pháp lý. Không ai giành được lợi thế tại thời điểm này trên cuộc đua vào nhà trắng. Trong khi ông Biden cho thấy những bước lùi về doanh thu gây quỹ so với người tiền nhiệm vào tháng trước, Ông Trump cũng phải sử dụng phần lớn số tiền tài trợ để giải quyết các rắc rối pháp lý, không ai giành được lợi thế tại thời điểm này trên cuộc đua vào nhà trắng. Theo thống kê được công bố mới đây, hoạt động chính trị của tổng thống Joe Biden đã huy động được 51 triệu đô la Mỹ trong tháng 4, giảm đáng kể so với tháng trước và thấp hơn con số 76 triệu đô la Mỹ mà ông Donald Trump và Đảng Cộng hòa thu được trong cùng tháng. Đây cũng là lần đầu tiên ông Biden thất thế trước đối thủ Trump trên đường đua gây quỹ. Các trợ lý của ông Biden cho biết Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ và các ủy ban liên kết vẫn kết thúc tháng với 192 triệu đô la Mỹ, một con số được cho là vẫn khá cao so với bất kỳ ứng cử viên Đảng dân chủ nào trong lịch sử và đủ khả năng để giúp tổng thống đương nhiệm cạnh tranh đối thủ ông Donald Trump cho đến thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tháng 11. Theo lý giải của các chuyên gia, số tiền tài trợ vượt mốc 90 triệu trong tháng 3 là nhờ ảnh hưởng từ bài phát biểu thông điệp liên bang vào đầu tháng và buổi gây quỹ chung với hai người tiền nhiệm ông Bill Clinton và ông Barack Obama tại New York. Các cuộc vận động chính trị của Tổng thống đương nhiệm đã gặp nhiều trắc trở trong tháng 4 vì sự bất mãn của cử tri lên cao trước các cuộc chiến lớn hiện nay. Cuộc chiến nhập cư, cuộc chiến đòi quyền tự do sinh sản và hai cuộc chiến bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Trong bài phát biểu tại Đại học Morehouse, sau chuỗi ngày bất ổn về an ninh vì lan sóng phản chiến của sinh viên toàn quốc, ông Biden không nhận được sự ủng hộ từ những khán giả trẻ tuổi ngồi bên dưới khán đài một số sinh viên thậm chí đã quay lưng lại với tổng thống để phản đối trong im lặng thành tích gây quỹ vốn là một trong những điểm sáng trong chiến dịch tranh cử của tổng thống biden khi ông liên tục xếp sau đối thủ trump trong các cuộc thăm dò dư luận tại các bang chiến trường quan trọng khiến các đảng viên dân chủ không khỏi lo lắng sau công bố kết quả gây quỹ vào đầu tuần này các trợ lý của ông biden đã cố gắng chấn an dư luận bằng cách chỉ ra rằng tốc độ gây quỹ chậm lại chưa hẳn đã là thất bại và các ủy ban liên kết vẫn duy trì kết nối với các đối tượng tài trợ trung thành với Tổng thống. Còn về phía cựu Tổng thống Trump, chiến thắng ông Biden trong việc gây quỹ tháng trước chưa được coi là một dấu hiệu khởi sắc đối với hoạt động tranh cử của cựu Tổng thống. Ông Trump dành phần lớn nguồn vốn vào quá trình kiện tụng, chỉ một số ít được sử dụng cho các sự kiện tranh cử. Các hồ sơ mới đây cho thấy tổ chức gây quỹ Save America của ông Trump đã trả 3,3 triệu đô la Mỹ phí pháp lý trong tháng 4 trong đó có khoảng 850.000 đô la Mỹ cho luật sư riêng nhưng vẫn còn khoản nợ 1,1 triệu đô la Mỹ chưa thanh toán. Tính từ đầu năm, tổ chức Save America đã chi gần 16 triệu đô la Mỹ cho các phiên tòa của cựu tổng thống và dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng chóng mặt cho tới cuối năm. Dù các trợ lý chưa công bố tổng số tiền mặt hiện có của các ủy ban liên quan, nhưng báo cáo chiến dịch tranh cử của ông Trump cho thấy tháng 4 kết thúc với 49,1 triệu đô la Mỹ còn lại trong ngân hàng sau khi đã thanh toán những khoản phí cần thiết cho cựu tổng thống, dù huy động được ít tài trợ hơn nhưng ông Biden vẫn kết thúc tháng với 84,5 triệu đô la Mỹ còn lại trong kho bạc, một lợi thế đáng kể so với đối thủ Trump. Bên cạnh đó, dù đóng góp 32 triệu vào quỹ tranh cử chung với cựu tổng thống, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) cũng sử dụng tới hơn 14 triệu cho việc tổ chức các đại hội và việc tái kiểm phiếu của đảng thay vì được dùng cho các hoạt động tranh cử của tổng thống. Tuy nhiên, theo bà Caroline Leavitt, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, thành tích gây quỹ vừa đối thủ là ông Biden cũng cho thấy tiềm năng tái đắc cử của Tổng thống trên đường đua năm nay. Trước đó, vào tháng 3, đội ngũ vận động từng dự đoán ông Trump không thể chiến thắng người kế nhiệm trong việc huy động nguồn vốn tranh cử. Thành tích tháng 4 của ông Trump được thúc đẩy nhờ số tiền gây quỹ 50,5 triệu đô la Mỹ huy động được chỉ trong một sự kiện tại câu lạc bộ Palm Beach, Florida. Số tiền này cũng phá kỷ lục của Tổng thống Biden mới lập ra trong buổi gây quỹ tại New York vào một tháng trước đó. Ngày 21 tháng 5, Bỉ, Đức và Pháp đã yêu cầu Ủy ban châu Âu EC đánh giá những hậu quả có thể xảy ra khi áp đặt lệnh cấm xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga. Phía Hungary cũng bày tỏ sự dè dặt đáng kể về lệnh cấm trên. Trong các cuộc thảo luận ngoại giao ban đầu vào tuần trước, đặc phái viên hàng đầu của Hungary đã cảnh báo rằng Budapest sẽ ngăn chặn mọi biện pháp khiến chi phí năng lượng tăng cao hơn ở châu Âu. Quan chức này nói, chúng tôi sẽ phân tích nội dung lệnh trừng phạt nhưng không ủng hộ bất kỳ điều gì có thể có tác động tiêu cực đến thị trường khí đốt của liên minh châu Âu EU. Các nước thành viên EU hiện đang nghiên cứu gói trừng phạt thứ 14 chống Moscow. Quá trình soạn thảo gói trừng phạt có thể mất vài tuần trong khi hầu hết các nước đều ủng hộ các biện pháp đã lên kế hoạch kể cả việc hạn chế xuất khẩu LNG của Nga. Với gói trừng phạt thứ 14 này, lần đầu tiên EU sẽ nhắm vào lĩnh vực khí đốt của xứ sở Bạch Dương điều khối 27 thành viên chưa từng làm trong hơn 2 năm qua. Moscow từng là nhà cung cấp khí đốt qua đường ống hàng đầu của khối 27 thành viên. Tuy nhiên, sau khi xung đột ở Ukraine bắt đầu diễn ra vào hồi tháng 2 năm 2022, khối này đã giảm mạnh nhập khẩu khí đốt từ Nga. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên EU vẫn phụ thuộc vào nguồn cung của Moscow theo dữ liệu của Hội đồng châu Âu, về khí đốt qua đường ống và LNG cộng lại, Moscow chiếm khoảng 15% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU trong năm 2023. LNG của Nga tiếp tục chạy đến châu Âu chủ yếu thông qua các cảng ở Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp. Một số sau đó được tái xuất khẩu sang các nước như Italia và Đức. Trong một diễn biến liên quan, ngày 22 tháng 5, hãng tin RIA dẫn lời vụ trưởng vụ châu Âu Bộ Ngoại giao Nga, ông Atiom Studenikov, tuyên bố Moscow sẽ tìm kiếm các khách hàng mua LNG khác trên thị trường toàn cầu nếu EU quyết định ngừng nhập khẩu mặt hàng này. Theo ông Studenikov, châu Âu đang tự bắn vào chân mình. Tháng trước, Điện Kremlin cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt của khối 27 thành viên nhằm vào nguồn cung LNG của Nga cho thấy sự cạnh tranh bất hợp pháp và không lành mạnh, khẳng định Moscow sẽ tìm cách vượt qua những trở ngại đó. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, các ngành công nghiệp và người tiêu dùng tại châu Âu sẽ chịu tổn hại từ lệnh cấm này. Phát biểu tại Tổ chức Hòa bình Sasakawa ở Tokyo, Nhật Bản, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto giải thích quan điểm bất đồng của Budapest với các nước thuộc Liên minh châu Âu, EU và Mỹ về chủ đề xung đột Nga-Ukraine. Ông Szijjarto cho rằng chiến lược về Ukraine do Mỹ và EU đưa ra đã thất bại hoàn toàn. Theo đài RT, ông nói trong cuộc thảo luận về gói trừng phạt đầu tiên cách đây hơn 2 năm, tôi đã đặt câu hỏi về mục đích của các biện pháp trừng phạt và câu trả lời là buộc Nga phải khuất phục về kinh tế và sớm kết thúc xung đột. Nhưng thay vào đó, các lệnh trừng phạt lại gây tổn hại cho nền kinh tế của Liên minh châu Âu (EU). Ông lấy ví dụ về việc nhiều quốc gia tuyên bố lại bỏ dầu khí Nga, nhưng cuối cùng lại mua chúng từ các bên thứ ba như Ấn Độ với giá cao hơn. Theo ông Szijjarto, quan điểm của Budapest có thể mâu thuẫn với hầu hết EU nhưng lại phù hợp với thế giới. Nhà ngoại giao Hungary phản đối những tuyên bố điên rồ của các chính trị gia hàng đầu EU về việc gửi lực lượng NATO tới Ukraine, khi cho rằng những cuộc thảo luận như vậy ngày càng nguy hiểm và làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Ông Szijjarto tuyên bố quân đội Hungary sẽ không tham gia vào việc này, không một đồng euro nào của những người nộp thuế Hungary được phân bổ cho việc đó. Được biết, thái độ của Hungary đối với hai vấn đề liên quan tới Ukraine, bao gồm viện trợ và tư cách thành viên EU, xuất phát từ mâu thuẫn giữa Hungary và EU là thành viên EU, nhưng mối quan hệ giữa Hungary và EU đã suy yếu hơn 10 năm qua. Đa số cho rằng mối quan hệ này tệ đi từ lúc thủ tướng Orbán nắm quyền năm 2010. Trên truyền thông, ông Orbán thường bị mô tả bằng những từ như dân túy, cực hữu hoặc độc tài, vốn không được ủng hộ rộng rãi trong chính trị dòng chính tại châu Âu. Vị lãnh đạo Hungary cũng không ít lần khẩu chiến với các nước trong khối vì khác biệt trong cách tiếp cận ở nhiều vấn đề. Không lâu sau khi ông Orbán tái đắc cử với tỷ lệ áp đảo năm 2022, EU mở cuộc điều tra vào đợt bầu cử nước này. Đây là cột mốc dẫn tới những thủ tục tước bỏ nguồn tài trợ cho Hungary với lo ngại về tiêu chuẩn dân chủ. Vài tháng trước đợt bầu cử ấy, Hungary ra một luật gây tranh cãi về việc cấm cổ vũ, quảng bá đồng tính hoặc chuyển giới cho trẻ vị thành niên. Luật này đã khiến các nhà hoạt động nổi giận và các chính trị gia châu Âu xem đây như một màn tấn công nhằm vào sự công nhận và quyền lợi của cộng đồng LGBTQ cộng. Đại diện cho rất nhiều vấn đề diễn tả sự khác biệt giữa Hungary và phần còn lại ở châu Âu, xung quanh nhân quyền và pháp quyền. Từ truyền thông cho tới các bài báo khoa học, Hungary bị gọi bằng cái tên nền dân chủ zombie. Tức sự dân chủ chỉ tồn tại một cách hình thức. Tháng 9 năm 2022, nghị viện châu Âu tuyên bố Hungary không còn là nền dân chủ đầy đủ và rằng EU cần phải hành động. Tháng 4 năm 2023, 15 trên 27 thành viên EU đã có hành động pháp lý chống lại Hungary vì những lo ngại quanh các điều luật mà họ cho là chống LGBT quy cộng. Vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin truyền đạt tới giới lãnh đạo Iran rằng ông kỳ vọng mối quan hệ Nga-Iran sẽ tiếp tục phát triển như hiện nay. Cụ thể trong cuộc gặp với ông Volodin, người sẽ đại diện Nga dự tại lễ tang của Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, ông Putin nói về phần mình chúng ta sẽ làm mọi cách để đảm bảo mối quan hệ Nga-Iran tiếp tục theo hướng này. Xin hãy chuyển những lời này tới lãnh đạo Iran. Trước đó, Phó Tổng thống Iran Moshe Mansouri xác nhận Tổng thống Raisi và các thành viên phái đoàn tháp tùng của ông, trong đó có Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng ở Tây Bắc Iran. Phái đoàn này đang trên đường trở về sau chuyến thăm Azerbaijan. Ông Putin cho hay, cái chết của Tổng thống Raisi tất nhiên là một mất mát to lớn, trước hết là đối với đất nước Iran người dân iran tôi muốn gửi lời chia buồn chân thành sau thảm kịch này quả thực ông raisi là một đối tác rất đáng tin cậy một con người rất thẳng thắn tự tin trên hết là người luôn đi theo lợi ích quốc gia ông ấy cũng là người rất giữ chữ tín và tôi rất vui khi được làm việc với ông ấy nếu chúng tôi nhất trí về điều gì đó chắc chắn rằng các thỏa thuận sẽ được thực hiện người đứng đầu điện kremlin nói thêm rằng nếu iran có nhu cầu nga sẵn sàng làm mọi cách để hỗ trợ về mặt chuyên môn trong xác định nguyên nhân thực sự của thảm họa này trong một tuyên bố của bộ ngoại giao nga Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng cho biết, Moscow vô cùng đau buồn trước thông tin về cái chết của Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Iran trong vụ tai nạn trực thăng. Nga chân thành chia buồn với gia đình và bạn bè của các nạn nhân, cũng như với tất cả người dân Iran. Cũng trong tuyên bố, Ngoại trưởng Nga ca ngợi Tổng thống Raisi và người đồng cấp Hossein Amir Abdurahian là những người bạn thực sự đáng tin cậy đối với Moscow. Theo thông tin chính thức, tang lễ của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 5 tại thành phố Mashhad, Quê hương của ông Raisi, lễ tang của các chính trị gia đi cùng ông Raisi sẽ được tổ chức riêng ở thành phố Kiwom, ở thủ đô Tehran, ở Tabriz và một thành phố của tỉnh Nam Khorasan. Trong khi đó, sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa Nga-Iran kể từ khi Nga tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine đã khiến Mỹ và Israel phải lo ngại. Washington cho rằng Iran có thể cung cấp các khí tải quân sự như các loại máy bay không người lái để Nga sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Hồi tháng 1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết một hiệp ước mới phản ánh sự phát triển chưa từng có trong quan hệ Nga-Iran đang ở giai đoạn thống nhất cuối cùng. Khi đó, Moscow cho biết ông Putin và ông Raisi dự kiến sẽ sớm ký kết hiệp ước này. Trước đó vào tháng 12 năm 2023, ông Putin và ông Raisi cũng có cuộc hội đàm kéo dài suốt 5 giờ tại điện Kremlin. Họ tiếp tục có các cuộc điện đàm lần lượt vào tháng 3 và tháng 4 năm 2024.